Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, Moscow có quyền triển khai các hệ thống vũ khí đến bất kỳ đâu sau khi rút khỏi hiệp ước CFE. Hãng thông tấn TASS dẫn lại tuyên bố trên của ông Medvedev sau khi Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga, thông qua dự luật rút khỏi hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE, vào ngày 16 tháng 5 theo giờ Moscow. Ông Medvedev cho rằng hiệp ước CFE đã không còn phù hợp và Nga có quyền tự do triển khai các hệ thống vũ khí đến bất kỳ đâu nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mình. Duma Quốc gia đã thông qua việc rút khỏi hiệp ước CFE. Hiệp ước này đã không còn phù hợp với chúng tôi vào năm 2007. Giờ đây không gì có thể ngăn cản chúng tôi triển khai vũ khí của mình ở bất cứ nơi nào chúng tôi muốn để bảo vệ lợi ích quốc gia của chính mình, kể cả phần lãnh thổ của Nga nằm ở châu Âu, ông Medvedev nhấn mạnh. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cho biết thêm rằng nước này sẽ tăng tối đa việc sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự và đặc biệt cũng như khí tài có sức hủy diệt lớn. Ông Medvedev cũng đáp trả tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Nga đang chịu thất bại địa chính trị và trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Tôi cũng muốn chúc mừng ông Macron. Theo lập luận của ông ấy, đây là một tổn thất địa chính trị đối với Nga, ông Medvedev nói. Hiệp ước CFE được ký giữa 16 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, và 6 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Warsaw vào năm 1990 nhằm giảm căng thẳng giữa hai khối. CFE quy định giới hạn trong việc triển khai các lực lượng vũ trang thông thường trên lục địa châu Âu và thiết lập các cơ chế để kiểm tra. Nga từ lâu đã lập luận rằng việc NATO mở rộng thành viên, bao gồm các thành viên cũ của Tổ chức Hiệp ước Warsaw, đang phá hoại CFE. Năm 2007, Nga tuyên bố đình chỉ một phần CFE với lý do các thành viên mới của NATO không tuân thủ các giới hạn được quy định trong hiệp ước nhưng vẫn tham gia các cuộc họp của nhóm cố vấn chung. Năm 2015, Moscow đã rút hoàn toàn khỏi các cơ chế CFE vì không có nhu cầu tiếp tục tham gia và chỉ tham gia theo nghĩa hình thức cho đến nay.